xong đến đi em lại là nó thanh toán đủ đấy, uống nước đi rồi đi về đi. Thôi về luôn đi chồng. Được. Chồng Cái ơi, gì ạ? cái của em đâu rồi? Còn mai đi không? Có, vừa nãy còn dùng đây cơ mà. À, ở nhà vườn em có còn dùng mà. Tìm đi, tìm. Ôi, Ngồi, ngồi đứng đây. không biết đâu, cái đấy là cái em thích nhất đây. Bây giờ có tiền cũng không mua được đâu. Tìm đi, ngồi đi mà nói. Chồng tìm cho vợ đi. Cái đấy á, vợ phải sang tận Qatar để mua đấy. Từ cái đợt World Cup đấy. Bây giờ mà không tìm được là không biết mua ở đâu đây này. À, đặt bà bảo là mua ở bên Dubai cho ta đi. Vừa đi chỗ nào? Không biết được, chắc nó loanh quanh ở đây thôi. Chồng tìm nó vợ đi chứ, chồng cứ hỏi vợ như thế. Thôi, về đi mua cái khác. Khổ, về chồng cho tiền mua cái khác. Đã bảo mua tận Dubai không mua Cái đấy được rồi. dùng, cái đấy dùng lâu rồi. Lâu rồi chứ không thấy, dùng 1 năm nó mới toanh như thế à. Nó xịn nên là vợ mới thích. Bây giờ có mua có tiền nó không mua được đi. Vợ Đâu? không biết đâu. Này, Chồng con không mới lấy cái dây mà đeo mà khổ. Chồng mà không tìm được ấy thì vợ chồng mình chia tay. Có mất cái bé tí như này chồng không tìm được. Thế sau này vợ mà cãi nhau vợ bỏ đi đi, chồng không đi tìm vợ. Thế em nói cái cảnh tốt cho cái con người. Thôi anh nghe chị là em đây thì cái nhau tôi có vợ em nhặt cái tên hôm nay của anh chị. Cái này có phải đúng, của à, anh. Đúng rồi. Nhặt đâu đây? Em nhặt đầu tôi. Đấy đã bảo rồi, các bạn mất trí thì đi đâu buộc cái dây vào. Wow. Cảm ơn bạn nhá. Ủa trời ơi. Ôi, anh đổ với em. Tôi nói là cái này giá trị không bằng mấy cái tờ này đâu, nhưng mà chẳng qua là một ơn quý cái này tôi cho. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn anh. Người gì đẹp trai của tốt bụng. Đấy, khen nó đẹp trai. Người ta phải thế chứ chồng mình chán được cái nước gì cả. Chồng chỉ biết kiếm tiền thôi, phải nói ít thôi.